ta hết tất cả thay vì ngồi lặng nhìn nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh. Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh. Không thể ngắt lời, càng không thể để giọt lệ nào được rơi. Nên anh lùi bước về sau, nhìn thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa. Âu yếm hơn, cả một sóng bằng chóc thu bé lại, vừa bằng một cô gái. Thank you.